Dạ, kênh bonsai lục tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay cũng ngày chủ nhật ha. Chúc quý cô chú có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hôm nay thì tiếp tục mình ghé lại vườn của chị Nga, bonsai hồng Nga đó quý cô chú, để giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới nữa nè. Hôm nay thì cũng có linh sam già rất là đẹp như con giới thiệu đến quý cô chú ha. Sam già đẹp, mặt hàng cũng quen thuộc, sam hương rồi cần thăng, kim quýt, sam trái, me. Nhưng mà cây thì giá cây đẹp, giá rẻ. Mời quý chú gặp lại chị Nga ha, giới thiệu báo giá cho mình giao luôn. Rồi em chào chị Nga. Rồi chào Khánh, kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Nay nhà vườn em cũng tiếp tục giao lưu một số mặt hàng cây phôi, cây thành phẩm. Rất vui được giao lưu với quý cô chú anh chị. Qua số điện thoại của em là 0917962524 cũng là số Zalo của em. Dạ. Rồi, mình rồi, vô chị ha. Bắt đầu em lên cây mã số 1. Mã số 1 là một cây me thành phẩm. Em cây me này em cũng đã vô dây rồi nghe quý cô chú. Dạ rồi, cây rồi, me. Cây me. Có cái thân lắc lượng gì đâu quý chú, có cây cũ đặt luôn. Rồi cây me mã số 1 này có hoành thân là hoành thân đây là 20. Hoành cũ là 39. Chiều cao lên là 64. Dạ. Cây me mã số 1 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 850k, em bao ship bao sống trên toàn quốc. 850 chị ha. Được. Cây khá to ha chú. Cây khá to, cây già, cây cũng có khả năng ra trái luôn nha quý cô chú. Dạ. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. Rồi. Tiếp tục em lên cây mã số 2 cũng là một cây me thành phẩm dáng đổ nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cây này em đã vô dây cũng ấm tàn mượt. Cây mã số 2 này có hoành là hoành thân là 19. Hoành cũ 39, chiều cao lên là 45. Rồi. Cây mã số 2 này em cũng xin giao lưu với giá là 850k bao ship. 850 thôi ha cô chú. Rồi, đổi luôn giúp em ha. Dạ. Tiếp tục luôn. Em lên cây mã số 3 cũng là một cây me. Cái này đi ống phí ship cũng cao chứ mà đóng cái thùng. Rồi cây me mã số 3 này em có hoành là 14, hoành cũ 37. Chiều cao là 49, tán ngang 44. Dạ. Cây me mã số 3 này em xin giao lưu với giá là 700 bao ship. 700 thôi hả cô ha? Rồi 700 chị ha. Dạ. Cây này cũng già cây quý cô chú. Dạ. Rồi tiếp tục luôn ha. Rồi tiếp tục em lên cây mã số 4 là cây sam núi trái thành phẩm dáng đổ. Dạ, sam trái. Cây mã số 4 có hoành là 20, dáng đổ xuống là 38. Mã số 4 này em xin giao lưu với giá là 450k. Dạ, chỉ có 400k, 450 chị ha. À, cây thì ra mạnh khỏe. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Ha. Định hình một chút dây rồi. Tiếp tục em lên cây mã số 5 cũng là cây sam núi trái dáng đổ. Dạ. Cây mã số 5 này cũng có hoành là 20, chiều đổ xuống là 34. Cây mã số 5 này em xin giao lưu với giá là 420. Rồi. 420 thôi héo quý chú. Con cây sam dáng đổ đẹp. Dạ. Rồi tiếp tục luôn chị ơi. Dạ. Tiếp tục em lên cây mã số 6 là một cây kê kim quýt. Rồi quay cho cô chú anh chị xem. Kim quýt mini lùng lực ha. Có đế quý cô chú. Có đế chảy dài nha quý cô chú. Có hoành là 16, hoành đế là 46, chiều cao lên là 22. Dạ. Cây này em xin giao lưu với giá là 550k. Rồi 550. Dạ. Rồi đổi luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 7 cũng là một cây kim quýt nha quý cô chú. Cây mã số 7 này có hoành là 11, hoành đế là 42, hoành đế nó dài ra đây nha quý cô chú. Dạ, nhỏ cây cũng già vậy. Cây. Xin giao lưu với giá là 500k. Dạ rồi, 500. Dạ tiếp tục luôn ha. Dạ. Tiếp tục em lên cây cần mã thăng. Số 8 là một cây cần thân. Cần thân này em cũng đã vô dây rồi nha quý cô chú anh chị. Cây cận thân này có hoành cũ nó to lắm nha quý cô chú.
45, chiều cao lên 27, tán ngang qua là 46. Có cái chỗ này là nó đang nó liền lại hết rồi nghe quý cô chú. Dạ. Cắt nhưng mà nó kéo lại chứ ha. Dạ. Số 8 này xin giao lưu với giá là 500k. 500. Dạ. Nguyên một cái củ tròn vo ha quý chú. Rồi, tiếp luôn chị Nga. Tiếp tục em lên cây mã số 9. Mấy cây này nặng hay chú? Cái cây cận thân. Nguyên một cái bệ vậy nè. Năm cây bệ. Cây nặng là già cây lắm, nặng lắm luôn quý cô chú. Hoành thân là 20, hoành cũ là 43, chiều cao lên là 32. Dạ. Yeah. Tán ngang lên là 36. Cây mã số 9 xin giao lưu với giá là 550k. 550k chị ha. Đây. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 10. Số 10. Cây mã số 10 là một cây sâm hương Đài Loan, củ quái thân quái. Rồi. Củ quái thân quái. Nhiều cách chơi ha quý cô chú. Mình thích sau đó thì về mình cắt lại. Cây này có hoành là 23, chiều cao lên là 50. Em xin giao lưu với giá là 2.2. Dạ. 2.2 thôi chị dạ, ha. Dạ 2.2. Dạ. Đây. Về muốn thích cắt lùng cắt gì đó thì tùy thích theo chú. Chơi bộ đế không cũng đẹp nữa. Dạ rồi, tiếp rồi. Tục luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 11, cũng là cây sâm hương củ quái thân quái. Dạ, mã số 11. Rồi. Cây mã số 11 này là có hoành là 20, chiều cao lên là 52. Em xin giao lưu với giá là 200k bao ship, bao sống. Dạ, rồi. Tiếp rồi. Luôn chị ơi. Tiếp tục. Tiếp tục em lên cây mã số 12. 12. Mã số 12 cũng là một cây sâm hương. Rồi, sửa hai thân quái nữa quý chú ơi. Cây cũ nè, cho xe dưới đây. Cây mã số 12 có hoành là 17, chiều cao lên là 48. Cây mã số 12 này em xin giao lưu với giá là 160k bao ship. 160 thôi chị ha. 160 được một cái cây. Dạ. Yeah. Không gửi không. Nó cuộn vậy nè, đẹp lắm luôn. Rồi, 160 thôi quý chú ơi. Đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 13, cũng là một cây sâm hương đế quái. Củ rễ nó lên cao lên tới đây nha quý cô chú. Dạ, cả hai tấc hơn. Cây này bộ đế rất là đẹp. Cây này có hoành là 15, chiều cao lên là 50. Cây này em xin giao lưu với giá là 170k. Giá yeah, bất ngờ luôn, 170 thôi chị ha. Dạ. Yeah. Giá yeah. Yêu thương cuối tuần luôn. Dạ. Yeah. Rồi, 170 cây này thôi ha quý chú. Yeah. Đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 14, cũng là một cây sâm hương nữa nha quý cô chú. Yeah. Đây. Cây mã số 14 này có hoành là 15, chiều cao lên là 50. Em xin giao lưu với giá là 170k. Dạ rồi, sâm hương hôm nay ha, có trăm mấy thôi chú ơi. Chưa được 200k là mình có một cây đẹp luôn. Rồi. Rồi, đổi luôn rồi chị Nga. Đấy, tiếp tục em lên cây mã số 15 là một cái cây sâm hương quái. Cũng là sâm hương luôn. Sâm hương cây này to nặng nha quý cô chú. Rồi. Được rồi. Cây này có hoành. Cứ để cho nó ngã ngã vậy cũng được chị. Có hoành là 27. Dạ. Yeah. Chiều đổ qua đó là 32. Rồi. Cây này xin giao lưu với giá là 250. 250. Cây này to già hả quý chú. Dạ. À, mình trồng dáng đổ cũng được nữa ha. Rồi, đổi luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 16. Quá trời, cây này to. Cây này quá to luôn nghe quý cô. Rồi, chú. Dịnh giùm chị luôn chú ơi. Cây này. Rồi. Khủng nha quý chú, to khủng ha. Cây này có hoành là 31, chiều đổ là 30, chiều cao lên là 46. Cây này em xin giao lưu với giá là 280k nghe quý cô chú. Dạ, chưa được 300 ngàn nữa hả chị? Chưa được 300 nữa, cây, có một cái cây. Cây này có nhiều cách cắt mình chơi nha quý chú. Có nhiều cái thế chơi ha. Về mình ngắm nghía mình. Cây này rất là nặng luôn. Già cây lắm nghe quý cô chú. To, to nữa. Liền lạc, sạch sẽ. Rồi. Cây mã số 17 cũng là cây sâm hương. Cây này cũng như cây mấy cây trước, cũng to nặng. Quái.
quá xa. Rồi. Cây này có hoành là tới 28, chiều đổ là 28 luôn. Em xin giao lưu với giá là 270k. Dạ, 270 chị ha. 270. Rồi, tiếp luôn. Những cây sâm hương to và tiếp tục em lên cây mã số 18, cũng là một cây sâm hương quái. Sâm hương quái. Cây này là có hoành thì nó là 25, chiều cao lên là 44. Cây này giao lưu với giá là 250k. Cây già, cây nặng lắm nghe quý cô chú, to nữa. Rồi, 250k. Dạ, đổi chị ơi, tiếp tục. Rồi, luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 19 là một cây linh sam 86. Đây. 86. Cây linh sam 86. Cây này có hoành là 24. Hoành cũ 24, chiều cao lên là 32. Rồi. Cây này cũng già cây nghe quý cô chú. Cây này em xin giao lưu với giá là 200. 86, dòng này cũng lâu lớn ha chú. Thân già 200. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 20, cũng là cây linh sam 86. Dạ, 20. Cây mã số 20 này có hoành là 23, chiều cao lên là 36. Em cũng giao lưu với giá là 200k luôn. Cây già cây quý cô chú. Rồng riêu nhóc hết trơn. Rồng riêu nhóc hết trơn vậy. Nó già lắm rồi. Rồi. Đổi luôn giúp em ha. Cây cũng có củ đế của chú ha. Cây 21. Cũng là cây linh sam 86 nha quý cô chú. Đây. Cây này to. Thân lắc lượng. Cây này hoành tới 27. Chiều cao lên là 45. Dạ. Cây này em cũng giao lưu với giá 200k luôn, bao ship luôn. 200 luôn chị ha. Rồi, 200 luôn. Dạ. Tới vườn của chị Nga là cây rất là dễ chơi của chú ơi. Rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 22, cũng là cây linh sam 86 luôn. Rồi. Cây này có hoành là 23. 23. Chiều cao lên là 36. Em xin giao lưu với giá là 160k. Dạ. 160. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục em lên cây mã số 23, cũng là cây linh sam 86. Cây này dáng bay. Cây mã số 23 này có hoành là 25, chiều cao lên là 17, tán ngang qua là 36 nha quý cô chú. Em xin giao lưu với giá là 200k luôn. Dạ, 200k thôi chị ha. 200k. Cây này đế đẹp, thân dáng bay. Cây già cây. Rồi đổi luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 24 là một cây. Đây, mấy cây sông hình. Sông hình. Sông hình sắp đế nha quý cô chú. Già, cái nước da nó bung nó bể ra vậy nè quý cô chú. À, cây này có hoành là 30 nè. Chiều cao lên là 42. Cây 24 này em xin giao lưu với giá là 350k bao ship. Cây này già cây quá. Sắp đế luôn chị ha. Mà cây già như thế này chú chỉ có 350 thôi chị hả? 350. Cốt cành sẵn có luôn nè ha. Vậy mình nhanh chơi với mấy cây này đó. Cốt cành 350 thôi của chú. Giá rất mềm luôn. Rồi đổi giúp em luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 25. Cũng là cây linh sam sông hình sắp đế nha quý cô chú. Dạ. Đế đều đẹp sạch sẽ, thân cây già. Có hoành là 30, chiều cao là 42. Rồi. Cây mã số 25 này em xin giao lưu với giá là 350k. 350 nữa chị ha. 350. Mấy cây này nhìn cái nước da ở ngoài đã lắm chứ. Nó già nó bung da me. Rồi đế nè. Đế cây này đẹp luôn. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 26, cũng là cây linh sam sông hình sắp đế. Cây này đế đẹp nở nè. Cây này cây 326 này có hoành là 30, chiều cao lên là 40. Em xin giao lưu với giá 350k luôn. Dạ, đế đều rang luôn ha. Đế đều bự. Rồi. Đổi giúp em luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 27, cũng là cây sông hình. Mình xem cứ đăng ký kênh theo dõi ha chú. Cô Nga lúc nào cũng có nhiều cây đẹp giá rẻ cho mình ha. Rất nhiều lựa chọn.
Cây 27 này có hoành là 27, chiều cao lên là 48. Em xin giao lưu với giá là 300k. Dạ, có 300 thôi. Cây thời điểm này quá dễ chơi luôn. Dạ rồi chị ơi, đổi luôn cho em ha. Tiếp tục em lên cây mã số 28, cũng là cây song hình. Cây này ca to con, cao nghe quý cô chú. Dạ. Cây này có hoành là 32, chiều cao lên là 42, tán ngang qua là 34. Rồi. Xin giao lưu với giá là 370. Rồi chị cho em mượn. Đó, mình trồng mình có thể dịnh thẳng lên vậy đó cô chú. Thành một cây dáng trực thẳng vậy đó. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Đánh form tàng đa, trực cành phóng nè. Quay qua đây giúp em cái nè. Đó. Rồi. Đế quá đẹp luôn. Đế đẹp. Đổi giúp em luôn. Tiếp tục em lên một cái phôi me là mã số 29. Dạ. 29 là cái phôi me nha quý cô chú. Phôi me này là có hoành cũ là 40, hoành thân là 14, chiều cao lên là 32. Cây mã số 29 này em xin giao lưu với giá là 280k. Rồi, phôi me quái 280 thôi. Dạ. Dạ tiếp luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 30, cũng là một phôi me. Phôi me luôn. Có hoành là 15. Hoành cũ là 36, chiều cao lên là 46. Phôi me này em xin giao lưu với giá là 280k bao ship. Cây này già cây nghe quý cô chú. Dạ, 280k thôi ha. Ừ. Rồi, đổi luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 31, cũng là một cây phôi me nha quý cô chú. Me quái. Rồi. Mã số 31 có hoành là 13, hoành cũ 41, chiều cao lên là 32. Em xin giao lưu với giá là 350k. Này có lấy cốt cành ngay mấy cái điểm dương hết trơn quý cô. Rồi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục em lên cây mã số 32, cũng là một phôi me. Phôi me chua quý cô chú. Dạ. Cây 32 này có hoành là 11. Hoành cũ là 32, chiều cao lên 32. Xin giao lưu với giá là 250k. Rồi, 250 thôi. Dạ, đổi luôn chị Nga. Rồi. Tiếp tục em lên cây mã số 33, cũng là một cái phôi me. Cây nào nó cũng quái chứ quý vị chú. Cây quái quắn xoắn xoắn. Và cây có hoành là 16, hoành cũ là 46, chiều cao lên 44. Cây này to nghe quý cô chú. Này em xin giao lưu với giá là 330k. Dạ 330. Rồi. Rồi. Đổi xuống giúp em luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 34, là một cây sam núi xù. Rồi, sam trái xù. Sam trái xù dán đổ nghe quý cô chú. Dạ. Rồi. Hoành nó có hoành là 21, chiều đổ là 30 nghe quý cô chú. Cây này. Dạ. Cây này em giao lưu với giá 230k. 230. Rồi, tiếp tục luôn chị. Rồi. Tiếp tục em lên cây mã số 35, cũng là sam núi xù nghe quý cô chú. Cây này xù nhiều. Già nữa, xù từ đây tới dài dài xuống dưới ngọn luôn. Cây này có hoành 20, chiều đổ xuống là 30. Đây. Xù nhiều, gai gốc hả cô chú? Cây này là 35 này em xin giao lưu với giá 230 luôn. 230 luôn. Dạ, rồi, tiếp giúp em luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 36, cũng là sam núi xù dán đổ nghe quý cô chú. Dạ. Sam núi xù dán đổ luôn. Cây mã số 36 này có hoành là 17, dán đổ xuống là 28. Cây 36 này em xin giao lưu với giá là 200. Dạ, quá dễ chơi hả chú, 200 ngàn thôi. Bao ship tới nhà cho mình luôn, cây sam. Này có nhiều cây xù dán đổ. Dạ, rồi. Cây rất là già của chú. Tiếp tục là cây mã số 37, cũng là sam xù.
Dạ, sâm sụ này này có dáng bye bye nghe quý cô chú. Dạ. Cây sa mã 37 này có hoành thì 19, chiều bay lên là 29. Xin giao lưu với giá là 230. 230k. 230. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 38 cũng là cây sâm với sù nghe quý cô chú. Sù. Có hoành là 19, chiều bay lên là 26. Cây mã số 38 này em xin giao lưu với giá là 270k. Cây này có thêm nó có con nhánh xuống đây, có mọc rễ dưới đây thêm cái nữa là nghe quý cô chú. Dạ, rễ treo hai nơi. Hai nơi luôn. Sù luôn. Dạ rồi. Nhiều rồi chị ha. Cây này giao lưu với giá là 270k, số 38. 38. Rồi, dạ. Tiếp tục chị ơi. Tiếp tục. 39. Tiếp tục lên cây 39. Cây này là cây đặc biệt của lô hôm luôn nay nè. Tại vì cây này nó sù nhiều nè và nó to nữa. Cây già nữa nghe quý cô chú. Dạ. Có dáng đổ đổ. Cây này hoành tới 24, chiều đổ 34. Cây mã số 39 này em xin giao lưu với giá là 390k. Rồi, sù cục 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 nha. Cây này sù nhiều lắm. 390 của chú ha. Rồi, đổi giúp em luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 40 là cây sâm núi trái. Cây này hết sù rồi nghe quý cô chú. Có hoành là 21, chiều cao lên là 30. Cây mã số 40 này em xin giao lưu với giá là 270. Cây này cũng già lắm nghe quý cô chú. Cây chắc chắn lắm. 270 chị ha. 270. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 41 cũng là cây sâm núi trái. Cây này có hoành là 21, chiều cao lên là 25. Cây ra mầm sống khỏe nghe quý cô chú. Thân cây thì già. Cây này em xin giao lưu với giá là 280, cây mã số 41. 280. Dạ, rồi. Tiếp luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 42, cũng là cây sâm núi trái. Cây này có hoành là 22, chiều bay qua là 20. Cây mã số 42 này em xin giao lưu với giá là 300k. Dạ, 300 thôi. Cây này già lắm. Rất là già của chú ơi. Nhưng mà cái mấy cây này mình nuôi càng lên càng già, nó lên nu càng nhiều á. Lên nu lên xù nhìn thân nó đẹp lắm. Rồi, đó luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 43 cũng là cây sâm núi trái dáng đổ. Đây của chú thấy nó nu nu lên không? À, càng nuôi nó càng nu. Có hoành là 23, chiều đổ là 29. Cây 43 này em xin giao lưu với giá là 300k. Dạ, 300. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 44 cũng là cây sâm núi trái. Cây này cũng già cây nha quý vị chú. Dạ. Thân cây là nó già, nhìn cầm biết. Hoành là 23, chiều cao lên là 20. Cây này em xin giao lưu với giá là 280 nha quý cô chú. 280. 280. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Mã số. Tiếp tục lên cây mã số 45. Lâm. Cây mã số 45 cũng là cây sâm núi trái, có dáng bye bye nha quý cô chú. 45, có hoành là 24, chiều bay qua là 22. Cây này em xin giao lưu với giá là 350k. Dạ. 350. Rồi. Tiếp luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 46 cũng là cây sâm núi trái luôn nha quý cô chú. Cây này là có hoành là 19, chiều cao lên là 38. Dạ. Cây 46 này em xin giao lưu với giá 220. 220. Rồi. Đổi luôn chị ơi. Cây 47 cũng là cây sâm núi trái luôn. Đây. Cây này cũng cây cũng già cây nha quý cô chú, thân cây cũng cứng cáp lắm. Có hoành là 15, chiều cao lên là 38. Cây 47 này em xin giao lưu với giá 160, chỉ có 160k thôi nha quý cô chú anh chị. Dạ. Giá yêu thương cuối tuần.
106 thôi. Rồi đổi cho chị ha. Tiếp tục luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 48, cũng là cây sâm núi trái. Dạ, cây nhà lá dừa của chú ơi. Nói chung là mình có gì mình giao lưu đó. Sam nhiều nè. Đó, nhiều cây cho mình lựa chọn. Cây này có hoành là 15, chiều cao 36. Cây 48 này em cũng xin giao lưu với giá là 160k luôn. Dạ, rồi. Rồi. Tiếp luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 49 là một cây Tân Phú hạt gạo. Hạt gạo Tân Phú vậy ha. À. Để vậy đó, về mình muốn cắt gì bye đó bye. Mình cắt. Cây này cũng già cây này quý cô chú anh chị, mới cắt, mới khai thác luôn. Dạ. Cây này có hoành cũ là 26, hoành thân là 15. Cây này em xin giao lưu với giá là 250k. Rồi, 250. Rồi. Dạ, đổi giúp em luôn. Rồi, tiếp tục em lên cây mã số 50, cũng là cây cây Tân Phú hạt gạo luôn nha quý cô chú. Dạ, cây này có cái cành bay đẹp quá nè quý cô chú. Ồ, có cái thân bay nè. Thân bay này đẹp nè. Đó. Cây này là có hoành là 19, hoành cũ 25, tán ngang qua là 45. Cây này em xin giao lưu với giá 250k. Dạ, 250 hạt gạo Tân Phú. Thì hạt gạo thì nó nhỏ lá nha quý chú, lá rất nhỏ, bông dày. Cây nào thơm. Cũng già cây hết nha quý cô chú. Rồi, tiếp tục chị ơi. Lá mịn nhuyễn nhỏ. Tiếp tục em lên cây mã số 51, cũng là cây Tân Phú hạt gạo nha quý cô chú. Đây. Cây này cũng to lắm. Dạ. Củ đế nở đầy bầu luôn nha quý cô chú. Hoành thân là 24, hoành cũ là 30, chiều cao lên là 49, tán ngang qua là 39. Cây này em xin giao lưu với giá là 300k. 300 thôi chị ha. 300. Cũ đế đẹp. Dạ, rồi. Tiếp giúp em luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 52, cũng là cây Tân Phú hạt gạo. Đây. 52. Cây này có hoành thân là 18, hoành cũ là 33, chiều cao lên là 42. Cây này em xin giao lưu với giá là 208. Dạ. Rồi, đổi luôn, 208. Rồi. Tiếp tục em lên cây mã số 53, cũng là một cây Tân Phú hạt gạo. Cây này quá to, quá nặng luôn. Quá to, quá nặng vậy ha. Ừ. Và cái củ rễ đầy bầu luôn nha quý cô chú. Có hoành là 17, hoành cũ 32, chiều cao lên là 48. Cây này củ đế đặt cứng hết trơn heo chưa? Đặt cứng hết. Cây này em xin giao lưu với giá là 300. Có 300 thôi chị ha. 300. Tay cành lắc lượng, múa lượng ha. Già cây lắm rồi. Yeah. Củ nở đầy hết. Không thích chơi phơm tông cao thì chơi lại cái lùng lực heo chưa đó. Phải chơi cái bệ cũ đế này lùng lực lại cũng rất là ok cây này. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi. Để tiếp tục luôn chị ơi. Tiếp tục em lên cây mã số 54. Là cây siêu bông nha quý cô chú. Linh Sam siêu bông. Linh Sam siêu có bông. Có đệm nước dây. Dây thân cây già, chắc chắn. Có hoành thân là 20 nha. Hoành đế là 45 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Tán ngang qua là 52. Chiều cao lên là 46. Dạ rồi, nhiêu đây? Cây này em xin giao lưu với giá 600k, bao ship nha quý cô chú. Cây to già như thế này chỉ có 600 thôi chú. Dạ. Về mình đã đệm sẵn nước dây, về mình vừa chơi vừa nuôi thêm ha. Thân cây tới Tết là nó ra mịt mù. Sam thì rất là nhanh quý chú ơi. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục em lên cây mã số 55. Dễ chăm mà dễ chơi luôn. Cũng là cây siêu bông, linh sâm siêu bông. Vô nước dây rồi nghe quý cô chú. Dạ. Cây này có hoành là 22, hoành đế là 45, chiều cao 38, tán ngang 32. Vô. Cây này xin giao lưu với giá 500k, bao ship, bao sống. 500 chị ha. 500. Dạ. Rồi. Cây này cũng già cây như quý cô chú. Tiếp giúp em luôn. Rồi, có cây seri nữa chị ha. Tiếp tục em lên cây mã số 56 là cây seri. Một cây seri. Cây seri này thuần chậu sống khỏe này quý cô chú.
Rồi. Cây này có hoành là 22. Dạ. Hoành đế 40, chiều cao 42. Cây này em xin giao lưu với giá là 550k. Cây này có khả năng ra trái luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này thì mình điểm dây chi cành nó già là nó cho bông cho trái thôi chú ơi. Cây này dáng siêu đẹp lắm. Thời gian nữa là vô dây được, hoặc là vô ngay liền cũng được luôn. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Tiếp tục luôn. Tiếp tục em lên cây mã số 57. 57, cây này đẹp nè quý chú. 57 cũng là cây sơ ri nữa nghe quý cô chú. Cây này cao quá luôn. Dạ. Cũng thần chậu sống bài. Mấy này có trái đẹp lắm cô chú, nó nhỏ gọn gọn mà mình vô cái chậu ha chị ha. Đây, giữ. Cây này là có hoành là 18. Rồi hoành đế dưới đây là 42. Dạ. Chiều cao lên đến 55. Cây này em giao lưu với giá 450k thôi nghe quý cô chú. Có 450 thôi quý chú ơi. Cây sơ ri không phải cái phôi ha, cây sống khỏe, có thể điểm dây luôn. Đế cũng đẹp nè. Dạ. Rồi. Còn gì nữa không chị? Rồi, cây 57 cũng là cây cuối clip. Dạ. Cây cuối luôn ha. Dạ. Rồi, cuối clip kính chúc quý cô chú xem kênh cuối tuần nhiều sức khỏe, vui vẻ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ. Yêu mến ủng hộ cho chị ha quý cô chú. Con cũng cảm ơn cô chú. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.